Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý cho anh em một chiếc đầu CD DVD cao cấp của LG. Con này tách từ bộ dàn 15 triệu ra anh em nhé, gần 16 triệu. Nó có một cái màn hình như thế này. Ở đây cái tắt mở nguồn nó cảm ứng anh em nhé. Đấy, anh em chỉ cần sờ vào đấy thôi là nó tự tắt, sờ vào đấy tự bật, nó truyền hình ảnh lên TV được anh em nhé. Đầu này của LG, truyền HDMI, anh em có thể cho đĩa DVD hoặc CD, mắt đọc rất tốt luôn. Trên này nó các nút nó hiển thị này là cảm ứng hết anh em nhé, cảm ứng hết nhé. Đấy, nó là cảm ứng đây, bấm vào. Âm thanh nghe ra nghe rất hay anh em ạ. Anh em nghe nhạc qua CD là nghe hay nhất anh em nhé. Đấy, thỉnh thoảng mà anh em có đĩa hình ở đĩa DVD ấy, hoặc là đĩa cưới, anh em cho vào đây rồi anh em truyền lên TV anh em xem. Nó truyền qua một cái cáp HDMI như thế này. Đấy, em truyền hình ảnh lên trên này qua cáp HDMI. Đây nó có truyền hình ảnh qua mấy cái đường cổng analog lên nữa này. Đấy, anh em nhìn này, nguyên cái dây kết nối này của nó rất là giá trị luôn anh em nhé. Đây, nó to bằng ngón tay luôn anh em này. Đấy, to bằng ngón tay luôn, dây to đùng luôn, anh em nhìn thích không? Đây là cái phần nguồn của nó và mạch công suất nhé. Mạch công suất này nó ra chỗ này là 5.1, nhưng mà hiện tại em thử cái dạng loa này không nói, coi em bán cái giá đầu thôi anh em nhé, chứ cái phần mạch công suất này nó mà nói thì con này rất là đắt luôn. Cái này về anh em ngâm cứu nhé, anh em rảnh ngâm cứu. Đấy, nguồn của nó 220V anh em nhé, nguồn 220V. Đây, nó có một bộ chân đế này, cái bộ chân đế này cũng rất giá trị luôn. Cái chân này nặng 1 yến anh em nhé, cái chân đế này nặng 1 yến này. Đây, phía sau của nó đây. Đây, model của nó đây anh em nhé, anh em lên mạng gõ cái model này ra luôn. Con này nó bán cái này chục năm rồi, bây giờ như trên thị trường không có đâu. Đây nhé, các cái đầu đọc định dạng của nó đây này, MP3 này, CD drive này, DVD này. Đấy, con này sản xuất 2008 anh em nhé, hàng cao cấp nên là tính đến bây giờ nó vẫn rất là bền và rất là đẹp luôn.
Nó có cắm USB đây em. Chỗ này là có cắm USB này. Cắm đọc USB này, port này. Đây cáp HDMI em truyền hình ảnh lên TV nhé. Đầu rất là đẹp luôn. Những cái đầu cao cấp này anh em để bày ở phòng khách nhìn nó rất là sang luôn. Anh em chẳng cần nghe, anh em chỉ cần bày thôi. Bày thôi là đủ sang rồi. Đấy, cái giá mà em để thanh lý cho anh em ấy cực kỳ yêu thương, 999.000. Còn nếu mà cái phần công suất kiểu nó có sống thì cái này nó phải tầm 2 triệu rưỡi anh em nhé. Đây, đấy là giá bán bình thường ấy. Còn đây em thanh lý cho anh em chỉ tính rất rẻ, 999.000 cho anh em thôi. Hàng rất là độc và đẹp anh em nhé. Đấy, anh em bày phòng khách thì hết ý luôn. Anh em mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và một số cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.